Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bà Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thành phố tiếp tục có những kết quả đáng khích lệ như chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, tăng cường việc đăng tải các tin bài viết tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tích cực trong việc củng cố kiện toàn phát triển lực lượng việc triển khai các hoạt động trên không gian mạng được triển khai thực hiện tốt đảm bảo đúng chủ trương quy trình góp phần ngăn chặn một phần thông tin xấu độc trên không gian mạng qua nhìn nhận những mặt còn tồn tại hạn chế hội nghị cũng đã thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian đến đồng thời tham luận trao đổi một số nội dung như công tác dân vận trong theo dõi, phối hợp tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh quản lý thông tin trên mạng xã hội, một số kinh nghiệm trong tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực.